ông ấy mua một phần gà rán. Khi nhận được đồ, ông định đếm số lượng, không ngờ hành động ấy bị nhân viên phục vụ chế giễu. Định mệnh, mày nói thế thì tao càng phải đếm. Đếm xong quả nhiên có vấn đề, ông phát hiện thiếu một nửa. Ai chịu nổi chứ? Người đàn ông lập tức thắc mắc với nhân viên phục vụ, nhưng bị anh ta lấy lý do bán hết để cãi lại. Người nhà khuyên ông bỏ qua, nào ngờ ông ấy cho rằng đây không chỉ đơn giản là chuyện gà rán nữa. Không đưa gà cho vợ tôi thì chúng tôi sẽ không đi. Mọi người đoán nhân viên phục vụ sẽ nói gì tiếp theo? Bà ấy thực sự không cần ăn nữa đâu. Người đàn ông lập tức trở nên phẫn nộ. Ngay giây sau, lính cứu hỏa nhận được tin cấp cứu. Nhưng kết quả khi đến đây họ phát hiện người đàn ông bị kẹt trong khung cửa sổ bán hàng. Đúng lúc ấy ông cũng phát hiện trong quán còn rất nhiều gà rán. Ông liền sôi máu, chửi bới ầm ĩ. Nhưng trước sự chỉ trích ấy, nhân viên phục vụ vẫn tỏ ra hững hờ. Đội trưởng vội tiến tới khuyên nhủ. Sau khi bình ổn tâm trạng của ông ấy, nhân viên cứu hỏa bắt đầu hành động. Họ dùng mỡ lợn bôi khắp người đàn ông. Khi chứng kiến cảnh tượng đó, người qua đường ai nấy cũng cầm điện thoại quay video và cười lớn. Nhờ sự bôi trơn của mỡ lợn nên quá trình rất thuận lợi, người đàn ông đã thoát khỏi đó. Những tưởng tất cả đã kết thúc, nào ngờ hôm sau khi ông ấy đến cổ vũ cho con trai lại xuất hiện sự cố. Đối thủ ra đòn đều, máu ông lại dồn lên não. Anh yêu à, bình tĩnh. Nhưng nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, ông không kìm nổi. Không lâu sau, lính cứu hỏa xuất hiện. Nhìn bờ mông quen thuộc ấy, họ đúng là cạn lời. Lúc này đội trưởng chui xuống gầm ghế, anh chân thành khuyên nhủ ông ấy nên đi khám bác sĩ tâm lý. Sau đó mọi người bắt đầu tiến hành giải cứu. Chỉ có điều sự cố vẫn xảy ra. Rách quần rồi đúng không? Gần như không lộ gì đâu. Câu nói ấy khiến mọi người cười ầm ĩ. Cuối cùng người đàn ông được giải cứu thành công. Sau đó ông cũng nghe theo lời đề nghị của đội trưởng, cả gia đình chuẩn bị đi khám bác sĩ tâm lý. Nhưng sự cố giống như lời nguyền đối với người đàn ông này. Một gã tài xế say rượu liên tục nhấn còi inh ỏi phía sau ông ấy. Người đàn ông kiềm chế nhường đường, nào ngờ sau khi gã đi lên cạnh liền rút súng ra. Cả gia đình sợ hãi định dừng xe bên vệ đường. Đúng lúc đó một chai rượu lao tới che mất tầm nhìn của họ. Ác giả ác báo, chiếc xe đằng trước phanh gấp lật ngửa, tiếng nổ kinh hoàng hất nó văng ra. Người đàn ông không kịp né nên xảy ra tai nạn giao thông. Lính cứu hỏa lại xuất hiện khi họ đang dập lửa. Đội trưởng nhìn thấy người đàn ông ấy, ông vội vàng giải thích chuyện này không liên quan gì đến mình. Ông ấy nói rằng vợ con mình cũng bị thương, cần sự giúp đỡ của cảnh sát, nhưng họ nói rằng lát nữa xe cấp cứu mới đến. Điều họ cần làm bây giờ là đảm bảo tính mạng cho tài xế say rượu. Trong quá trình cấp cứu, nhân viên cảnh sát không hề phát hiện khẩu súng mà ông ấy miêu tả. Lúc này đội trưởng cũng có phần ngờ vực, ánh mắt bất giác hướng về phía người đàn ông vừa nãy. Kết quả ngay giây sau đúng như anh dự đoán, người đàn ông rút súng ra nhắm thẳng về phía tài xế trên xe cấp cứu, nổ liền 4 phát súng. Khi đội trưởng đẩy ngã ông ấy, mọi chuyện đã quá muộn. Người tài xế tắt thở ngay tại đó. Đối mặt với sự chất vấn của đội trưởng, câu trả lời của ông ấy rất đơn giản: bởi vì hắn ta làm hại gia đình tôi. Người đàn ông này vừa chia tay bạn gái, anh chuẩn bị vứt hết đồ của cô ấy đi, nhưng nào ngờ chính mình cũng lọt xuống dưới đó. Anh hét lớn kêu cứu. Không gian thùng rác nhỏ bé và chật hẹp, cộng thêm âm thanh ồn ào bên ngoài, khiến người qua đường không hề phát hiện ra điều bất thường. Sau đó anh thử mở nắp từ bên trong nhưng không thành công. Anh không biết làm gì tiếp theo. Sau đó anh lấy máy tính cầm tay vợt bóng tennis để móc từ trong nhưng vẫn thất bại. Đột nhiên anh nảy ra ý tưởng, anh lấy chìa khóa xe của mình định nhờ còi cảnh báo trong xe thu hút người qua đường đến cứu. Nhưng bất luận xe kêu thế nào cũng không ai nghe thấy. Thời gian trôi nhanh đến chiều tối, không gian chật hẹp khiến anh thiếu oxy nghiêm trọng. Anh rơi vào tuyệt vọng. Người đàn ông đã thử mọi cách có thể. Các cụ nói cấm có sai, đã đen đủi thì cái méo gì cũng không may mắn. Vì anh đỗ xe sai quy định nên bị nhân viên quản lý kéo đi. Đến đêm khuya, một đội cứu hỏa đang thi hành nhiệm vụ gần đó. Khi họ chuẩn bị rút quân thì Nina dường như nghe thấy tiếng gì đó. Khi cô quay đầu quan sát, phát hiện không có gì. Tuy trong lòng hoài nghi nhưng vẫn chuẩn bị rời đi. Đúng lúc ấy âm thanh vang lên một lần nữa. Nina tìm kiếm theo tiếng vọng lại gần chiếc thùng rác đó. Khi cô mở nắp ra, cứu tôi, Nina vội gọi đội trưởng. Anh ngó đầu cảm thán, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chưa bao giờ kết thúc. Thấy hơi thở người đàn ông yếu ớt, nhân viên cứu hỏa vội mang dụng cụ đến, sau đó phá khóa. Người đàn ông thành công được cứu thoát. Nhưng anh nói, tại sao không ai nghe thấy tiếng còi báo động trong xe mình? Xe gì? Người đàn ông ngoái đầu, phát hiện chiếc xe của anh đã biến mất. Đúng là một ngày đen đủi. Một làn khói màu vàng bốc lên trời, sau đó khắp nhà máy sản xuất bị bao trùm bởi chất khí màu vàng đó. Hai người công nhân vật vã chạy ra từ làn khói mờ mịt. Theo lời kể của họ, bình chứa khí xảy ra sự cố, dẫn đến một lượng khí clo khổng lồ bị phát tán ra ngoài. Sau khi biết tin đó, họ lập tức di dân quanh đó, buộc phải tranh thủ từng giây từng phút, bởi vì khi chúng độc clo, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đội trưởng nhanh chóng phân nhóm, để họ mặc quần áo phòng độc, chia thành hai đội tiến vào nhà máy. Một đội dùng công cụ để tìm kiếm nơi rò rỉ, đội còn lại tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt. Trước mắt mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Họ đã tìm ra chỗ rò rỉ khí clo, nhưng trong lúc họ tìm cách bịt nó lại,
thì một nhân viên cứu hỏa phát hiện có chất lỏng không xác định đang xâm nhập vào bình chứa clo. Chúng sẽ xung đột và xảy ra phản ứng hóa học, nhiệt năng trong bình càng ngày càng cao, sau đó phát nổ, hai nhân viên cứu hỏa lập tức bị hất tung, khí clo bùng lên, đội trưởng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh lập tức liên lạc với trung tâm cấp cứu, chủ quản liền yêu cầu tất cả nhân viên phát tín hiệu lánh nạn khẩn cấp cho toàn bộ người dân trong vòng 400m. Ở một cảnh quay khác trong đám sương mù dày đặc, lính cứu hỏa vật vã đứng dậy, lúc này mặt nạ của anh đã bị hất tung, đồng đội vội đeo lại cho anh ấy, sau đó đưa anh về địa điểm an toàn, nhưng tình hình hiện giờ của anh không mấy lạc quan, vì không được bảo vệ trong môi trường ngập khí clo, nên hai mắt và cơ quan hô hấp của anh bị tổn thương nặng nề. Đồng đội vô cùng lo lắng vì cảnh tượng trước mặt mình. Tiểu đội xử lý chất hóa học cũng đã nhanh chóng có mặt ở đó. Sau khi chuyển giao nhiệm vụ xong, đội trưởng phẫn nộ lao về phía người đàn ông phụ trách nhà máy sản xuất. Bởi vì thao tác sai lầm của họ đã ảnh hưởng đến rất nhiều người dân vô tội, nhà máy sản xuất sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nề. Hỏi khí không phải, tại sao khí clo lại có màu vàng? Hơn nữa nó có tác dụng gì chứ?